Bạn đang cố gắng cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng trên iPhone lên phiên bản mới nhất nhưng tính năng này không hoạt động. Vậy hãy làm theo cách sau để khắc phục vấn đề trên. Cách thứ nhất đó là các bạn hãy khởi động lại App Store. Đây là cách đơn giản nhất để khắc phục các vấn đề không rõ nguyên nhân. Đầu tiên, bạn hãy nhấn nút Home 2 lần. Sau đó, bạn hãy vuốt ứng dụng App Store từ dưới lên để tắt. Sau đó, bạn hãy mở lại App Store và tiếp tục tải cái ứng dụng mà mình vừa tải về không được xem có được hay không nha. Cách thứ hai đó là khởi động lại iPhone. Nếu sự cố vẫn tiếp tục xảy ra, bạn hãy khởi động lại chiếc iPhone bằng cách nhấn giữ nút nguồn cho đến khi màn hình xuất hiện cái trượt để tắt nguồn thì các bạn hãy tắt nguồn, sau đó các bạn hãy khởi động lên lại nha. Đối với những cái chiếc iPhone không có nút Home thì chúng ta bấm nút nguồn và nút volume cộng để tắt nguồn nha các bạn. Cách thứ ba đó là chuyển đổi kết nối internet. Kết nối internet không ổn định sẽ khiến bạn không thể cài đặt, cập nhật ứng dụng. Do đó, nếu bạn đang sử dụng Wi-Fi, bạn hãy thử chuyển sang 4G hoặc ngược lại. Ha, ví dụ mình đang xài Wi-Fi mà tải không được, mình hãy tắt Wi-Fi đi và mình bật 4G lên. Và các bạn lưu ý, để tải xuống các phiên bản cập nhật có dung lượng lớn bằng 4G thì bạn cần phải vào trong cài đặt. Vào trong cái phần App Store. Và vào trong cái phần mà tải về app. Và bạn lựa chọn là luôn cho phép hỏi nếu vượt quá 200MB hoặc là luôn hỏi để chúng ta tiết kiệm cái dung lượng 4G của chúng ta nha. Cái cách thứ tư đó là kiểm tra trạng thái hoạt động của App Store. Nếu như những cách trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề thì nhiều khả năng sự cố liên quan đến cụm máy chủ Apple. Thì để kiểm tra trạng thái hoạt động của App Store, bạn hãy truy cập vào địa chỉ mà mình để ở trên màn hình đây. Nếu một App Store hiển thị màu xanh có nghĩa là mọi thứ đang hoạt động bình thường. Nếu một App Store hiển thị màu cam nghĩa là máy chủ đang gặp sự cố nha các bạn nha. Và cách thứ năm đó là cập nhật lại iOS. Nếu vẫn không thể khắc phục được sự cố liên quan đến App Store, bạn hãy kiểm tra và cập nhật iPhone lên phiên bản mới nhất nếu có nha. Thì đầu tiên á, bạn hãy vào trong cài đặt và bạn hãy vào trong cái phần cài đặt chung. Thì ở đây chúng ta vào phần cập nhật phần mềm và chúng ta coi máy của chúng ta có cái phiên bản phần mềm mới chưa. Nếu có thì các bạn hãy tải về và cài đặt nha. Đó là 5 cách để xử lý cái sự cố không thể tải hoặc cài đặt ứng dụng trên App Store. Nếu bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên chia sẻ bài viết này cho nhiều người cùng biết nha. Hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối, mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.